Thánh Augustino á là sống vào thế kỷ thứ tư, tức là sau 400 năm. Và Thánh Augustino là một vị thánh tiến sĩ hội thánh, là nói rất nhiều về Chúa Ba Ngôi. Rồi, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết con, xin cho con biết Chúa, xin cho con chỉ khao khát một mình Chúa, yêu mến Chúa và làm mọi sự vì Chúa. Xin cho con biết tự hạnh, biết cách nhìn Chúa và chỉ nhìn Chúa, ước gì con biết hạ mình và sống trong Chúa, ước gì con biết nhận từ Chúa tất cả những gì xảy đến cho con và đi chọn theo chân Chúa luôn. Xin được để điều gì quy đủ con ngoài Chúa. Để con yêu mến Chúa, xin Chúa hãy gọi con để con được thấy Chúa và để con. Amen. Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bây giờ chúng ta đã học về Chúa Giêsu, chúng ta đã đặt một câu hỏi: Chúa Giêsu là ai? Đúng không? Chúa Giêsu là ai? Theo con. Con hỏi Chúa Giêsu là ai? Rồi theo Nhã thì Chúa Giêsu là ai? Rồi Chúa Giêsu là Đấng Kitô, đó là Đấng cứu độ. Con hiểu là như vậy, đúng không? Còn hồi nãy con nói đó là lịch sử Chúa Giêsu, hào đó Chúa Giêsu là ai? Theo khi con học, con biết về Chúa Giêsu thì bây giờ đối với con đó, Chúa Giêsu là ai? Là tình yêu. Là tình yêu. Vân nói sao? Con cũng nói Chúa Giêsu là tình yêu. Tuấn à, cũng đạo gốc không? Tôi nghĩ Chúa Giêsu là ai? Chúa Giêsu là tình yêu. Rồi, con mới vô đúng không? Nhưng mà con thấy Chúa Giêsu là ai mà con đi tìm? Con nghĩ Chúa Giêsu là hiện thân của Đức Chúa Trời ở dưới thế gian. Là hiện thân Chúa Giêsu Trời dưới thế gian. Là Chúa là tất cả mọi thứ trên bản. Không. Là đấng hàng hữu, là tình yêu và là đấng tạo hóa. Rồi. Đó là Chúa Giêsu. Vừa nói nãy giờ con nói Chúa Giêsu là đấng này, ha, đúng không? Là Thiên Chúa. Chẳng khác gì mình nói vậy. Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Bây giờ chúng ta hỏi đặt lại: thế Thiên Chúa là ai? Thiên Chúa là ai? Cũng là y như vậy, đúng không? Và bây giờ cái bài hôm nay á, là một cái bài thầy nói khó chứ không phải dễ. Thầy nói thầy cũng hơi quậy quậy á, cũng hơi gọi là không biết phải nói gì. Là Thiên Chúa duy nhất ba ngôi. Nhớ nha, chúng ta dùng chữ Thiên Chúa duy nhất là có một Thiên Chúa thôi. Ba ngôi chứ không phải có ba ngôi, không có cái gì. Thiên Chúa ba ngôi. By definition, bởi nghĩa thì đó là như vậy. Thiên Chúa ba ngôi, đó là một tín điều của chúng ta. Đó là điều xác tín đầu tiên của chúng ta. Các bạn đi lễ, các bạn sẽ thấy luôn luôn có ba ngôi. Khi truyền bánh và rượu trở thành mình máu Chúa Giêsu, Cha đọc cái gì? Là lạy Thiên Chúa là đấng thánh và là nguồn mọi sự thánh thiện. Đúng không? Xin ban Thánh Thần đến để biến mình vào bánh và rượu này trở thành mình máu Thánh Chúa, ba ngôi trong đó đó. Có thấy không? Mình sống là với ba ngôi và giáo hội sống với cái đó. Lúc nào cũng là sống với ba ngôi. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn biết được Chúa ba ngôi thì đừng có tìm hiểu cái gì hết á. Chúng ta nhìn vào như thầy nói á, lấy Chúa Giêsu làm trung tâm điểm mọi sự. Bởi vì Chúa Giêsu như hồi nãy có bạn nói là hiện thân của Thiên Chúa đến, đúng không? Để nói về Thiên Chúa. Con người không thể nói về Thiên Chúa được. Là vì quá cao vời. Con người có thể nói về những cái gì nằm trong cái vũ trụ này thôi. Cái tạo dựng này thôi. Còn không thể nói về Thiên Chúa được. Thì Thiên Chúa Giêsu, theo tụi con học tới giờ, thì Chúa Giêsu là
Thiên Chúa gửi đó là con Thiên Chúa, là ngôi hai Thiên Chúa, là người. Vậy thì bây giờ mình cứ dựa theo cái người đó đó, mình hiểu. Mình dựa theo cái người đó, mình hiểu. Chúa Giê-xu có những lúc trong cuộc sống Chúa Giê-xu thì mình có thấy đi theo ông, mình thấy ủa sao ông này ông sống có một cái tương quan ngộ lạ, khó hiểu. Có những lúc Chúa Giê-xu nói thẳng luôn. Rồi chúng ta coi cái ngộ nó ở chỗ nào nhé. Ai thấy thầy là thấy Chúa Cha. Đó là Chúa khẳng định đó. Ai thấy thầy, đừng có hiểu thấy theo cái con mắt, mà nếu ai hiểu được thầy, ai nhìn đi theo thầy đó, thì sẽ thấy được Chúa Cha. À, thầy phải ngừng lại, trở lại cái chỗ này. Cái chỗ hằng hữu á, tại vì chính Chúa Giê-xu có nói, ta hằng hữu. Với người Do Thái, Chúa Giê-xu nói thẳng, tôi hằng hữu. Tôi có trước cả Abraham nữa. Từ ngay từ đầu tôi đã có mặt. Chúa Giê-xu khẳng định luôn, Chúa là đấng hằng hữu là sao? Hằng hữu có nghĩa là luôn luôn hiện hữu. Luôn luôn có mặt. Và chính cái sự hiện hữu của Thiên Chúa mới giải thích cái sự hiện hữu của vũ trụ này và của chính chúng ta. Vậy thì không phải là Thiên Chúa lúc này hiện, lúc này ẩn. Không, Chúa hiện hữu, hằng hữu với toàn bộ cái gì? Cái chúng ta đang sống chung quanh. Chúa hằng hữu, ngay hiện hữu ngay trong cuộc sống của mình. Để mà chúng ta sẽ hiểu sao đó, thì phải hiểu chữ hằng hữu có nghĩa là vậy. Chúa Thiên Chúa luôn luôn hiện hữu với cái chung quanh chúng ta, với chúng ta, với vạn vật này, chứ không phải lúc thì có, lúc thì không. Thiên Chúa tạo dựng dễ hiểu, tại vì không hiểu được thì có một Thiên Chúa đã tạo dựng, đúng. Nhưng mà đứng đó tạo dựng và hiện hữu với nó, đó là vấn đề khác. Đây, ta là đứng hằng hữu, tức là luôn luôn hiện hữu, luôn luôn hiện diện. Đó là cái điều chúng ta phải hiểu. Thiên Chúa là tình yêu. Ở đây ngay chữ tình yêu thôi á, tức là nội tại của Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa thì có thể, mình chỉ có thể ban cái gì cho người khác khi mình có thôi. Tôi không thể cho các anh chị cái gì mà tôi không có. Thiên Chúa là tình yêu, thành ra Thiên Chúa mới ban cho mình tình yêu. Mà khi đã nói đến tình yêu thì chúng ta nghĩ tới cái gì? Số nhiều. Thiên Chúa không phải là số nhiều. Ở trong Thiên Chúa là tình yêu, tức là tình yêu thì phải có ngôi vị. Con không thể nào một mình con yêu con được. Con phải có yêu một người khác. Có thể con yêu người nghèo, con yêu này thì được. Thì đó là số nhiều, đó là ba ngôi. Thiên Chúa là tình yêu, ngay trong chữ tình yêu chúng thấy là Thiên Chúa là sự sống. Mà sự sống trong Thiên Chúa đó là sự sống của tình yêu. Mà hôm nay chúng ta tìm hiểu đó, mà chúng ta sẽ thấy Chúa Giê-xu sống cái tương quan đó một cách cực kỳ yêu thương, gần gũi, sẵn sàng làm hết tất cả cho cái tình yêu đó. Vậy thì ngay từ đầu chúng ta nhìn lại, cái này các bạn biết rồi, tất cả chúng ta đã học rồi. Khi Chúa Đức 12 tuổi, cái này trong Thánh Luca, thầy lấy cái đó nhiều của Thánh Luca và Thánh Gioan. Thì lúc Đức Mẹ gặp Chúa Giê-xu khi cậu còn bé có 12 tuổi thôi. Mà Chúa Giê-xu lại nói với Đức Mẹ, lúc mẹ hỏi Chúa Giê-xu, con không thấy là mẹ đi tìm, bố mẹ đi tìm, là rất là mẹ, một người mẹ đi tìm một đứa con, đúng không? Đức Mẹ nhìn Chúa Giê-xu là một thằng con trai của mình, đi tìm nó tại vì nó lạc rồi. Nhưng mà khi Chúa Giê-xu trả lời một câu, cha mẹ không biết con có bổn phận, con có bổn phận ở nhà cha con sao? Cái này mới khó, cái này mới là cái sốc á, cái này mới cái để mình suy nghĩ đó. Chúa Giê-xu, Đức Mẹ thừa biết Chúa Giê-xu từ đâu tới. Như hồi sáng thầy giải thích con, Chúa Giê-xu là con Thiên Chúa, Thiên Thần đã báo rồi. Thánh Giuse thừa biết Chúa Giê-xu từ đâu tới luôn.
đúng không? Hai người đó là biết rõ nhất đó. Thế mà bây giờ lại nói nhà của cha con, à, con của Thiên Chúa, con của Đấng Tối Cao. Bây giờ gọi Đấng Tối Cao, gọi Thiên Chúa của mẹ là cha. Đoạn đầu tiên thì thầy đọc hết cái cuốn kinh thánh, thầy đang đi tìm là lúc Chúa Giêsu nói về Chúa Cha tương quan với Chúa Giêsu, với Chúa Cha lúc nào, thì đọc đã khám phá ra lúc 12 tuổi đã nói Chúa Cha rồi, đã cho một cái ý niệm về Chúa Cha rồi, tức là Chúa Giêsu là ngôi hai, là con Thiên Chúa và gọi Thiên Chúa là cha, gần gũi lắm nha, gần gũi hơn máu thịt luôn. Con phải làm việc của cha con xong. Đó là chúng ta thấy bắt đầu xuất hiện cái tương quan Chúa Giêsu và Chúa Cha. Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa đến 30 tuổi thì bắt đầu Chúa Giêsu đi, thì Chúa Giêsu bắt đầu chịu phép rửa của Thánh Gioan. Trong Kinh Thánh có nói là Đức Giêsu chịu phép rửa khi toàn dân đã chịu phép rửa. Tại sao Chúa Giêsu phải chịu phép rửa? Chúa Giêsu hòa với toàn dân. Chúa Giêsu đi từ dưới đó, từ những người, Chúa Giêsu cũng chịu như vậy, y như vậy đó. Chứ còn Chúa Giêsu đâu cần rửa gì đâu, là con Thiên Chúa mà, đúng không? Đức Giêsu cũng chịu phép rửa và đang đi khi cầu nguyện thì trời có mở ra và Thánh Thần ngự xuống trên người dưới hình dạng con chim bồ câu. Thánh Thần là thần khí mà con hỏi đó, Chúa Thánh Thần hiện xuống, tức là trong cuộc đời Chúa Giêsu xuất hiện Chúa Thánh Thần và dưới dạng chim bồ câu, và lại có một tiếng nói từ trời. Từ trời có nghĩa là từ Thiên Chúa, con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con. Toàn bộ chỗ này bắt đầu là một sứ mạng mới. Hôm nay cha mới sinh ra con chứ thật sự từ lâu rồi, nhưng mà hôm nay là bắt đầu sứ mạng đi giao giảng về Thiên Chúa. Mà Chúa Giêsu giao giảng điều gì? Chúa Giêsu giao giảng là Thiên Chúa ba ngôi, cho chúng ta khám phá ra Thiên Chúa ba ngôi bằng cách nào? Không phải chỉ có lời nói giải thích không, mà bằng chính cuộc sống. Thành ra với cuộc đời Chúa Giêsu, các bạn tập nhìn cuộc đời Chúa Giêsu để khám phá ra Chúa Cha. Một người rất nhiều lòng thương xót, hay chạy lòng thương, xao xuyến, rồi tất cả cái tình yêu á của Chúa Giêsu tỏ lộ ra cho người nghèo á, cho bà quá, cho cái bà mẹ mất con, rồi cho này, Chúa Giêsu khóc với Lazaro, khóc cho Lazaro, thể hiện trong cuộc sống Chúa Giêsu nói là Thiên Chúa là tình yêu mà các bạn vẫn đã nhìn thấy đó. Sau đó đi tiếp, sau khi chịu phép rửa xong và nhận sứ mạng con là hôm nay cha sinh ra con, là con bắt đầu con đi á, thì Chúa Giêsu được quyền năng thần khí thúc đẩy Đức Giêsu trở về miền Galilee, là miền của Chúa Giêsu đang sống á, và tiếng tăm người đồn ra khắp lân cận. Chúa Giêsu sống gần Chúa Cha, nhận gọi là Chúa Cha và luôn luôn sống với lại sự thúc đẩy của thần khí, luôn luôn có Chúa Thánh Thần hiện diện. Tức là trong Chúa Giêsu luôn luôn hoạt động ba ngôi. Và cái này các bạn phải nhớ rõ, hiểu rõ về Chúa Giêsu ở chỗ đó. Rồi, bây giờ ở đây á, cũng là Chúa Thánh Thần tác động nữa. Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu kín, không cho các bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé nhỏ. Vâng, lạy Cha vì đó là đẹp ý Cha. Ở đây chúng ta nhớ lại chữ thông thái. Chúng ta tưởng chúng ta thông thái khi chúng ta logic, bắt bẻ từng chữ một, thì ở đó không có Thiên Chúa được. Cái kinh hồi nãy các bạn vừa mới đọc á, cái kinh các bạn vừa mới đọc của Thánh Âu Tinh. Thánh Âu Tinh là một tiến sĩ nha, ông rất là giỏi, 17 tuổi là ông đã là một giáo sư đại học rồi đó. Và cái thời đó,
xin cho con biết tự hạ, biết tán dương Chúa và chỉ nghĩ đến Chúa. Biết tự hạ bởi vì Thánh Ô-tin khi còn trẻ, Ngài rất kiêu căng. Ngài rất kiêu căng, Ngài lý luận mà người ta thua luôn đó. Thì thầy Ngài mới gặp Thánh Ambrosio, Thánh Ambroise là Ambrosio, để chất vấn Ambrosio, lúc đó là giám mục. Ambrosio không thèm. Ambrosio không chất vấn, trả lời chất vấn của, mà Ambrosio chỉ nói ông cái này thôi: đi và cầu nguyện. Thôi đủ rồi, logic vậy đủ rồi, lý luận vậy đủ, thôi thì cầu nguyện đi. Cầu nguyện là sao? Đi để sống với hiện diện Chúa. Và sau đó Thánh Ô-tin coi như cái lời nói đó của Ambrosio á là một mặc khải. Và Thánh Ô-tin đã quay trở ngược lại. Chứ còn Thánh Ô-tin là một người cực kỳ thông minh. 17 tuổi đi dạy đại học rồi thì con biết rồi. Hơn người nhiều lắm. Mà lý luận rất là cứng. Mà sau này chính cái lý luận đó, Thánh Ô-tin trở thành một người tiến sĩ hội thánh. Một cái mở ra một cái kỷ nguyên mới về thần học luôn đó. Mà các linh mục cái gì là học rất kỹ về thần học của Thánh Ô-tin, thần học của Thánh Ambrosio. Thành ra đó, không phải người thông thái sẽ tìm ra được đâu. Con phải là cầu nguyện à, và luôn luôn hạ mình xuống. Tại vì Chúa không phải Chúa giấu, mà đúng hơn mình tự không chịu nghe nó thì đúng hơn. Mình cứ tự cao á thì mình không chịu nghe. Chúng ta lại thấy nữa, đi tiếp một đời Chúa Giêsu thì chúng ta lại thấy nữa trong Thánh Gioan. Thì Chúa nói thế xong, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện: lạy Cha, giờ đã đến, xin Cha tôn vinh con Cha, để con Cha tôn vinh Cha. Chúa Giêsu nghĩ đến đã đến lúc chính Chúa Giêsu được tôn vinh, nhưng mà không phải để tôn vinh Chúa Giêsu mà tôn vinh Chúa Cha. Chúa Giêsu hy sinh chết trên thập giá, đó là cái, là tôn vinh là cái gì? Là Chúa sống lại đó. Thật vậy, Cha đã ban cho người quyền trên mọi phàm nhân là để người ban sự sống đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho người. Người là Chúa Giêsu. Tức là khi chúng ta rửa tội á, hay là chúng ta đang ngồi đây nè, là Thiên Chúa đã ban, đã, các bạn đang đi tìm về Chúa Giêsu để cuối cùng đi theo Chúa Giêsu, có nghĩa là Thiên Chúa Cha đã chọn các bạn và cho các bạn đi theo Chúa Giêsu. Thấy không? Và mà sự sống đời đời đó là nhận biết Cha. Các bạn khi rửa tội, các bạn sẽ thấy có cái này. Rất lạ. Cha hỏi các bạn khi đứng trước nhà thờ: các bạn đến đây xin gì cùng hội thánh? Tại vì lúc đó Cha đại diện hội thánh. Thì các bạn trả lời: xin đức tin. Cha hỏi câu kế tiếp rất là cụ thể: đức tin đem lại gì cho các bạn? Đức tin, không tin thì đã sao? Mà đức tin đem lại gì cho các bạn? Tại vì có những người không tin họ vẫn sống đi ngoài đường mà. Các bạn trả lời: đức tin ban cho con sự sống đời đời. Con đi tìm Thiên Chúa để tìm sự sống vĩnh cửu. Chứ không phải sự sống chỉ ngừng ở cái thế gian này thôi. Chết là hết sạch. Không, chúng ta hiện hữu ngay bài giảng sáng nay về Chúa lên trời. Chúa Giêsu cho mình thấy mình có cái khởi đầu ha, là con Thiên Chúa. Mình đi về cái cùng đích là lên trời cùng với Chúa Giêsu, và con đường đi là Chúa Giêsu đi qua hội thánh cùng với nhau đi. Thì đấy là nhận biết Chúa Cha. Cái sự sống đời đời đi đôi với cái chữ nhận biết Chúa Cha. Khi con nhận ra được Thiên Chúa toàn năng, nhận ra được và tuyên xưng được và chấp nhận được con là con Chúa thôi, thì sống đời đời đã có trong con rồi. Con có tin là khi mình đã rửa tội rồi thì mình đã mang cho mình cái mầm của sự sống vĩnh cửu không? Chứ không phải một cuộc sự sống chấm dứt sau khi tắt hơi thở.
tức là mình mang trong mình cái sự sống vĩnh cửu. Mà ai đã cho ban cho mình cái đó? Chúa Giêsu đã ban, sự phục sinh Chúa Giêsu đã ban. Mình đã mang lấy cái đó trong Đức. Thành ra kỳ trước thầy có nói con là đừng có đặt vấn đề là nó 3 tuổi, nó mấy tháng làm gì rửa tội, nó làm cái gì để nó lớn lên, nó tự lựa, để nó bằng tuổi con, nó muốn đi theo Chúa thì đi, không đi thì thôi. Hay là nó bằng tuổi con lớn rồi, giờ con theo Chúa là quyền của con, đúng không? Con có thể không theo mà, con có thể bây giờ này con đi uống trà sữa với bạn gái con hay là gì đó. Mà tại sao con lại đi? Đó, cái đó là cái mà chúng ta đi muốn nhận đến một cái sự sống đời đời, đó là sự sống vĩnh cửu trong con người mình. Mình ăn cơm, ăn trái cây, rồi cũng sẽ chết. Cái gì ăn của trái đất này, trả lại nó hết. Nhiều khi cái xác mình trở thành phân bón cho cái cây nó mọc, trả lại hết. Nhưng nếu các bạn ăn cái sự sống đời đời á, là chính mình máu thánh Chúa Giêsu mà các bạn sẽ học trong bí tích thánh thể đó, thì các bạn ăn cái sự gì không bao giờ mất thì sự sống đó sẽ không mất. Còn cái sự sống mà nuôi bằng cơm áo gạo, cơm áo, à, cơm người thịt thà gì đó thì nó sẽ trả về lại. Thì Chúa Giêsu là đến để cho mình cái của ăn thiêng liêng, của ăn đời đời, của ăn vĩnh cửu là mình, chính mình và máu Chúa Giêsu. Chính cái bánh và rượu đã biến thành mình máu Chúa Giêsu, bởi vì Chúa biết Chúa sẽ sống lại. Và khi Chúa sống lại thì Chúa đi vào sự sống vĩnh cửu, không bao giờ chấm dứt. Và mình ăn lấy cái đó thì mình sẽ trở về cái đó. Đó, sự sống đời đời nó ở đó đó. Cái đó là cái niềm vui của các bạn trở thành con Chúa. Niềm vui, niềm hy vọng và niềm vui của người Kitô hữu nó ở đó đó. Không phải vui theo kiểu là hát tùm lum tùm la, không phải. Nhưng mà trong lòng tôi có niềm vui. Rồi, cũng trong Thánh Gioan, những kẻ cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, tức là các tông đồ đó, con đã cho họ biết danh cha. Tức là cuộc sống của Chúa Giêsu, suốt cuộc đời 3 năm của Chúa Giêsu là Chúa muốn cho mình biết Chúa Cha đó. Chúa làm tất cả những cái gì vì lòng thương xót của Thiên Chúa đối với người xung quanh. Giả sử con có một cái khả năng gì đó, con thấy một người nghèo, con có động lòng thương con giúp, nhưng mà con phải có, đúng không? Con không có thì con không làm, con giúp vậy. Đây Thiên Chúa Giêsu cũng vậy, Chúa Giêsu có tất cả tình yêu mạnh liệt trong người và người ban cho người, để cho mình biết được danh cha. Không ngừng ở Chúa Giêsu, Chúa Giêsu không ngừng ở chính mình, biết thầy là ai chưa đủ. Thầy muốn biết tụi con biết cha của thầy là ai. Chúa Giêsu trong thời gian thì hỏi, người ta nghĩ thầy là ai, rồi anh em nghĩ thầy là ai, chưa đủ. Lúc đó nếu mà chúng ta ngừng ở đó thì chúng ta thấy Chúa Giêsu chỉ là một thần tượng thôi, mình đi theo thôi, một nhà cách mạng thôi. Ngừng ở đó không, Chúa Giêsu không ngừng ở đó. Chúa Giêsu diễn tả đầu tiên thầy là ai, từ đó thầy sẽ đưa mình tới Chúa Cha. Khi con nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là Đấng Hằng Hữu, là tình yêu, tụi con đã đến với Chúa Cha rồi đó. Tụi con đã nhận ra Chúa Cha rồi đó. Tại vì chính Chúa Cha là như vậy, Chúa Giêsu là như vậy. Vậy thì sau đó Chúa còn dễ thương hơn nữa. Các bạn sẽ thấy là Chúa Giêsu rất là nhìn rất là rộng. Con không chỉ cầu nguyện cho người này, là những người đang ngồi trước mặt Chúa đó, là mấy ông tông đồ á, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con. Chúng ta đang tin vào Thiên Chúa, tin vào Chúa Giêsu nhờ lời ai vậy? Nhờ các tông đồ. Thành ra các bạn sẽ hiểu là tại sao mới gọi là hội thánh tông truyền, tức là hội thánh dựa trên niềm tin của các tông đồ. Rồi Chúa Giêsu đang cầu nguyện cho chính những người này. Chúa Giêsu cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, Chúa Giêsu cầu nguyện cho cái đám đông đó, và trong đó có chúng ta, đúng không?
để tất cả nên một như cha ở trong con và con ở trong cha, và để họ cùng ở trong chúng ta. Ở đây, để giải thích được cái câu hồi sáng thầy hỏi, biết Thiên Chúa Ba Ngôi để làm gì? Đó. Chúa Cha, Chúa Con, Thánh Thần, tất cả ở trong mình, để mà chúng ta sống với sự hiện diện của Ba Ngôi. Như là Chúa Giê-xu, chúng ta đi theo Chúa Giê-xu mà, đúng không? Thì Chúa Giê-xu sống như thế nào, chúng ta sống như vậy, đúng không? Đó, Chúa Giê-xu sống như vậy á, luôn luôn sống với Ba Ngôi. Lúc này Chúa Giê-xu đang là một người nha, như mình vậy đó. Chúa Giê-xu luôn luôn dạy cho mình sống với Ba Ngôi, lúc nào cũng làm cái gì cũng là thần khí dắt đi. Con suy nghĩ cái gì con nói, con cầu xin, con định một cái gì gì, một người bạn hay là một bất cứ đứa nào mà nó muốn làm cái gì, nó đi nó cầu xin không biết ý Chúa là như thế nào, điều đó là tốt. Tức là nó đang sống cái thần khí, Chúa Thánh Thần đang ở trong nó xin được biết ý Chúa Thánh Thần là sao. Chúa Giê-xu lúc nào cái gì cũng là đi đâu cũng là thần khí hướng dẫn, thần khí dắt đi, đúng không? Và đó, cái chỗ này để giải thích chúng ta biết, biết Chúa Ba Ngôi để làm gì? Biết Chúa Ba Ngôi để mình sống ở trong Chúa và Chúa ở trong mình. Nè, như cha ở trong con, là Chúa Cha ở trong Chúa Con, đúng không? Và con ở trong cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Bắt đầu có chữ chúng ta, tức là Thiên Chúa Ba Ngôi, ngôi hai, nói về Chúa Cha, đúng không? Và Chúa Thánh Thần, thì trong suốt cuộc đời Chúa Giê-xu chúng ta, là Chúa có nói về Chúa Thánh Thần, Chúa theo sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Thì đây bắt đầu tới là Chúa cho thấy, cho mình thấy được mình đang sống ở đâu, ở trong thế gian. Mà trong thế gian này thì có người chống đối á, có người chống đối Chúa Giê-xu, có người không ưa Chúa Giê-xu, mặc dù Chúa như qua hình ảnh của giáo hội, mặc dù giáo hội chẳng làm gì, nó không ưa là không ưa. Chúa Giê-xu đâu có làm gì bậy đâu, thế mà nó giết á. Chúa Giê-xu là người sống rất là hiền lành, ai cũng thích hết, ông này dễ thương, ông này tử tế, ông làm chuyện tử tế, không có làm gì bậy hết á. Không có xúi ai nổi loạn, không có làm gì hết. Đây á, cho thấy là chúng ta đang sống ở trong thế gian. Thế gian đã không biết Chúa Cha, nhưng và những người này đã biết là chính Cha đã sai Con. Tức là chúng ta biết được Chúa Cha, là Chúa Giê-xu được Chúa Cha sai đến. Chúa Giê-xu là từ Chúa Cha mà ra. Chúa Giê-xu hiện thân của Thiên Chúa là người. Tức là hồi nãy con nói chữ hiện thân có nghĩa là mầu nhiệm nhập thể. Nhập thể tức là Thiên Chúa làm người. Và Thiên Chúa làm người để làm gì vậy? Để nói với con người. Chứ bây giờ nếu Thiên Chúa không làm người làm sao nói được với con về Chúa? Cái này không có một ai mà có thể nghĩ được một Thiên Chúa Ba Ngôi đâu. Chỉ có Chúa Giê-xu mới mặc khải cho mình thấy Chúa Ba Ngôi. Chứ còn không ai nói. Tất cả Kinh Thánh, Cựu Ước cho thấy hình ảnh mờ mờ thôi, mờ vô cùng mờ về một Thiên Chúa, không phải là một ông thần riêng. Có. Nhưng Chúa Giê-xu đến để nói thẳng luôn cho mình biết, và qua cái cách sống của người. Và Chúa Giê-xu dạy cho mình sống như Chúa Giê-xu trong tương quan với Thiên Chúa Ba Ngôi, Cha, Con và Thánh Thần. Sống với sự hướng dẫn của thần khí. Thì đó, để chúng ta biết được từ Chúa Giê-xu dạy cho mình biết về. Sắp hết rồi đó, bài này rất là ngắn bởi vì con người không có lời, dựa vào Chúa Giê-xu để nói thôi. Chúa mặc khải cho chúng ta, ha, Ngài chính là ngôi Con. Rồi, cái đó mình biết hết rồi. Chúa dạy cho chúng ta kinh lạy Cha mà các bạn thuộc hết rồi. Và lát nữa chúng ta sẽ, khi cầu nguyện cuối lễ, chúng ta sẽ đọc kinh lạy Cha. Là Chúa muốn nói là Cha của Chúa, nhà Cha Con á, cũng là Cha của anh em á. Nghe, Chúa Giê-xu cho mình cái quyền đó. Mà ngày xưa không bao giờ ai có nghĩ tới chuyện đó.
Đến mà khi Chúa Giêsu nói Chúa Thiên Chúa là cha của Chúa Giêsu là người Do Thái muốn giết rồi đó. Mà bây giờ Chúa lại chơi ác hơn đó. Không, anh em, cha đó là của anh em á. Chúng ta thấy cái phúc mà Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã đến ban ơn cứu độ là như vậy. Ban ơn cứu độ có nghĩa là đưa chúng ta về với Chúa Cha, để ở với Chúa Cha, trong để Chúa Cha ở trong mình luôn. Đó là ơn cứu độ, chứ không phải sống không biết định hướng, không biết mình là cái gì nữa. Rồi, cái chữ ở trong mình đó, nó là cái gì rất là logic nha. Trong Kinh Thánh, Thánh Phaolô nói chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa. Bởi vì chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa, vậy thì chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa. Có nghĩa là gì? Đền thờ là gì? Đền thờ là nơi Chúa ngự. Thiên Chúa ngự ở trong mình, ba ngôi ngự trong mình. Thế thì mình y như Chúa Giêsu và mình gọi Thiên Chúa là Cha, y như Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không có giấu nghề, không có dành riêng cái gì cho mình, cho hết. Đó là cái dễ thương của Chúa Giêsu á. Thành ra tại sao mình yêu mến Chúa Giêsu á, là cái dễ thương, ông có gì cũng cho hết. Con dám cho hết không? Mà Chúa Giêsu cho hết đó. Đến cha của mình nói cho mày luôn. Rồi chúng ta có một người cha trên trời. Cha tôi đã giao mọi sự cho thầy ha. Không ai biết rõ người con trừ người cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ Chúa Con, kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Chúa Giêsu đã muốn mặc khải cho các bạn đó. Các bạn là cái gì? Quá khứ các bạn thế nào? Đã theo cái gì? Cái gì? Đến bây giờ Chúa mặc khải cho các bạn đó. Mặc khải cho chúng ta về Chúa Cha. Là xong. Rồi. Bây giờ hiểu chưa? Khó gì không? Thư. Có lần tăng khó hiểu cái gì không? Là cũng là cái chuyện 1 với 3 đó. À. Là 3 là 1, bây giờ không cần quan tâm số. Ừ. Rồi. Con tháo bao nhiêu nữa không? Có giống vậy không? Con cũng vậy đúng không? Rất logic. 3 mà là 1, 1 là 3. Đây không phải là có ba hay không có ba, mà Thiên Chúa nè, khi mà nói Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần là ba ngôi trong một Thiên Chúa, một bản tính ba ngôi, cái đó khó hiểu đó. Cái chữ ba ngôi mà là một Thiên Chúa. Chúa Giêsu là ngôi thứ hai, là ngôi lời Thiên Chúa, là Thiên Chúa. Chúa Cha là Thiên Chúa và Chúa Thánh Thần cũng là Thiên Chúa. Ba ngôi mà là Thiên Chúa, một Thiên Chúa. Bây giờ mới nói chứ ngôi vị nha. Cái này nó hơi khó chịu, khó hiểu một chút. Thầy nhìn, thầy đang dạy giáo lý về hôn nhân mà. Thầy nhìn gia đình nhé, là hình ảnh của ba ngôi. Người chồng, người thanh niên, người thiếu nữ, hai người. Cái gì đâu nối kết họ lại? Tình yêu, đúng không? Con không yêu, con không ở chung nhau đâu. Ở lại nhá, đúng không? Tình yêu đã nối kết hai người, và hai người đã trở nên một gia đình. Đương nhiên sẽ có con cái, đúng không? Gia đình chính là tình yêu ngôi vị ở trong đó. Con không thể nào là Tuấn được. Huyền là Huyền, Tuấn là Tuấn. Hai đứa cũng vậy. Tụi con vẫn tôn trọng cái đó, vẫn nhìn. Nhưng chắc chắn giữa hai đứa con có một cái điểm chung, đó là tình yêu. Tụi con cũng vậy. Đó là tình yêu. Nó bị cái gì con cũng sốt vó. Mà ngược lại, con đi đâu mà lo lắng, con cũng lo lắng. Sợ đi nguy hiểm, con lo lắng. Vậy thì gia đình là ba ngôi vị, nhưng mà là một gia đình. Thầy đưa bất cứ hình ảnh nào cũng không nói được hết về Thiên Chúa ba ngôi. Có người đưa ra như thế này thì thầy cũng chưa đồng ý. À không đồng ý thiếu nữa, nó chỉ là hình ảnh chung chung thôi. Rất là khoa học. Nước, cục đá, nó ở trạng thái là cục đá, nhưng mà nó là
bản chất của nó là gì? Là nước. Nó ở dưới, nó có thể là nước, và nó là hơi nữa, hơi nước, đúng không? Nhưng mà không đúng. Nhưng mà cả ba trạng thái đó, nhưng vẫn là một thôi, là nước, đúng không? Nhưng ba ngôi không có được nhìn như vậy. Có người nói như vậy, nhưng mà thầy không có đồng ý. Tại vì ba ngôi không có nghĩa là ba trạng thái. Đó là ba ngôi vị khác nhau. Trong gia đình rõ nhất, tiếng Pháp á, nó nói về hai người vợ chồng á, người đàn ông và người phụ nữ, hai người yêu nhau, union, tức là nên một, nhưng mà không fusion, không có hòa tan, vẫn giữ yên cái ngôi vị của mình. Và cái giữ yên cái đó là có tình yêu ở đó. Vậy thì ba ngôi cũng vậy. Nói cách khác, Thiên Chúa là một cộng đoàn ba ngôi. Thiên Chúa là sự sống, mà sự sống đó là tình yêu. Con thấy Chúa Giêsu yêu Chúa Cha cỡ nào không? Và con thấy Chúa Cha yêu Chúa Giêsu không? Con thấy Chúa Giêsu sai Chúa Thánh Thần không? Chúa Thánh Thần cũng nói lấy tất cả cái gì của Chúa Giêsu không? Rồi Chúa Cha, Chúa Thánh Thần và Chúa Giêsu là một, là sự sống của ba ngôi trong Thiên Chúa. Thiên Chúa là sự sống chứ phải là một tách rời, một sự sống hằng hữu, tức là lúc nào cũng sống. Mà cái sự sống đó là cái gì của ba ngôi? Là tình yêu. Thành ra khi chúng ta nói Thiên Chúa là tình yêu không sai, phải đi từng yêu, thì tình yêu giữa Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, và tình yêu đó tỏa tới mình. Phải từ một cái gì có thì mới có cái gì có. Từ tình yêu của Thiên Chúa là một cộng đoàn giữa ba ngôi vị, Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Không phải là một Thiên Chúa phân công. Không có phân công ở đây hết. Con để ý thấy không? Cái việc Chúa Giêsu xuống làm người á, không phải chuyện của con, thôi giao cho Chúa Giêsu đi rồi Chúa Cha, Chúa Thánh Thần ở trên trời. Không. Lúc nào cũng thấy có hiện diện của ba ngôi luôn. Chúa Cha, Chúa Thánh Thần, Chúa Con. Không phải là sự phân công. Khi tạo dựng cũng không phải là Chúa Cha tạo dựng rồi Chúa Con ngồi chơi. Khi nào nó phạm tội, Chúa Con sẽ cứu độ, rồi Chúa Thánh Thần sẽ thánh hóa nó. Không có sự phân công đó. Cả ba Thiên Chúa hoạt động với ba ngôi. Chứ không phải ba ngôi, tức là con tưởng tượng ngôi vị á. Quý vị chỉ có khi nào mọi hành tinh nào. Bây giờ lấy cái này con sẽ hiểu. Một đứa bé ngôi vị nha. Khi nó bé, nó chưa biết nó là ai. Nó đang khám phá nó. Một đứa bé mà con thấy mà trong tâm lý học, nó nút cái chân nó đó, nó bẻ người ngược chân, nó tay đút tay vô miệng rồi. Cái gì nó cũng te lét trên người nó hết á. Tại nó chưa khám phá đó, đang tán phá nó. Nó khám phá cái con người nó thôi. Đúng không? Nó đang khám phá nó. Đến cái lúc mà nó bắt đầu, nó biết nó khác người khác á, là khi nó nói mẹ, nó nói ba. Nó bắt đầu nó khám phá nó khác bà đó. Nó khám phá ra cái ngôi vị của nó, the person của nó. Nó khám phá ra nó là ai. Nó là nó. Nó khám phá ra điều đó. Và từ từ nó khám phá ra tiếp nữa. Đến lúc nó khám phá, khi nó có em, khi nhà có hai đứa đó, thì cái khám phá nó nhanh lắm. Cái đứa bé, lúc nếu mà con đừng bao giờ cho một đứa bé chưa biết gì mà nó nằm với một đứa bé. Đứa bé mà mới sanh á, nó núp cái chân á, có nhiều cái hình ảnh một cái đứa em á, đứa anh á, nó ngồi nó núp cái chân thằng em á. Em nhỏ xíu nó sanh ra mà bố mẹ bỏ nó ra, tại nó chưa có khám phá được nó với đứa kia khác. Nhưng mà khi nó khám phá ra được thì nó biết nó và anh đứa này, nó săn sóc được. Nhưng mà khi nó bé nó không biết. Mà khi nó khám phá ra nó khác á, thì lúc đó nó khám phá ra cái ngôi vị của nó, the person của nó. Còn đừng giải thích bằng triết học cũng sai. Triết học thì để bẻ xích chứ ngôi vị cái này kia. Ví dụ như ta đọc cái diễn văn, ta nói kính thưa quý vị. Quý vị là gì? Là quý vị là những ngôi vị đang ngồi đây nè, mà quý đối với mình.
đúng không? Quý vị. Thì chữ ngôi vị tức là person. Thầy không biết nói bằng tiếng Việt thế nào, nhưng mà cái chữ person này, với lại tiếng Anh nó gọi là person, nó rất là rõ. Tôi là tôi không là chị được. Không phải tại vì tôi đang đứng dậy chị, nhưng mà tôi là tôi, chị là chị. Và hai ngôi vị này trước mặt Thiên Chúa là một. Tức là ba ngôi vị đó không có lẫn lộn được với nhau, đúng không? Nhưng là một gia đình. Mà gia đình đó nối kết bằng cái gì? Tình yêu. Thầy rất thích nhìn gia đình với con mắt của ba ngôi. Thầy dạy giáo lý, thầy hay để ý tới các bạn khi lập gia đình là các bạn đang đi vào mầu nhiệm ba ngôi ấy. Tại vì các bạn phải tôn trọng nhau, các bạn phải yêu thương nhau, các bạn phải nâng đỡ nhau. Chúa Cha luôn luôn nâng đỡ Chúa Con mà. Đại Cha, con cảm tạ Cha vì Cha đã nghe lời con. Chúa Giêsu nói vậy á. Cha nghe lời con, ngon. Cái tương quan ngôi vị nó là vậy. Còn gia đình đúng hình ảnh mầu nhiệm ba ngôi. Thành ra giáo hội rất trân quý gia đình và muốn cái giáo dục trong gia đình là cái quan trọng, là tại vậy. Nếu các bạn là một gia đình mà sống hình mầu nhiệm ba ngôi á, gia đình đó sẽ tuyệt vời. Cái khó khăn không có nghĩa là không có. Mình là con người, mình đừng quên ngôi vị này không phải ngôi vị thánh. Nó vẫn có những khuyết điểm này, khuyết điểm co, nhưng do tình yêu nó xóa được hết à? Do tình yêu á, mình có thể tha thứ được hết à? Chấp nhận được hết à? Thì không phải đừng có nghĩ 1 cộng 2 cộng 3, Thiên Chúa ba ngôi, xong. Tức là có Chúa Cha thì có Chúa Con, có Chúa Con thì có Thánh Thần, có Chúa Thánh Thần có cả ba ngôi. Con hiểu chưa? Tức là ngay cả trong Kinh Tiên Kính mà sinh ra bởi Đức Chúa Cha, rồi người từ Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Ồ là la, cái chỗ này khó hiểu ha. Giáo hội đưa thành cái công thức như vậy để tuyên xưng với chúng ta đó là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong cái tương quan từ muôn đời. Có một lần hỏi, Chúa Cha sinh ra Chúa Con vậy thì Chúa Cha phải có trước. Mà có một đứa nữa em tóc nghe nó nói, không, nhưng mà sinh ra Chúa Con nhưng mà từ muôn đời vậy thì nó cũng vậy. Con hiểu không? Cái trước sau là do cái mình ở trong thời gian thôi, còn Thiên Chúa đâu có trong thời gian. Nó gọi là, chúng ta gọi là nhiệm sinh nhé. Chúa Cha, có Chúa Cha thì là có Chúa Con. Có Chúa Cha và có Chúa Con là có Chúa Thánh Thần. Người từ Chúa Cha và Chúa Con mà ra, có nghĩa là hai ông này phải có trước thì mới ra ông này, từ muôn đời. Vậy thì không có vấn đề ai trước sau nữa, mà là Thiên Chúa ba ngôi. Mà nói cách khác, Thiên Chúa là một cộng đoàn chứ không phải là một Thiên Chúa. Thiên Chúa là một cộng đoàn hằng hữu, có nghĩa là luôn luôn hiện diện với cái gì Thiên Chúa đã tạo dựng. Thiên Chúa ba ngôi hằng hữu. Thiên Chúa ở trong con là Thiên Chúa, là ba ngôi Thiên Chúa. Con cầu nguyện với Chúa Giêsu hay là con cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, không care, là con đang cầu nguyện với Thiên Chúa. Con đang xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn con, là con đang xin Thiên Chúa hướng dẫn. Xin Chúa Giêsu hướng dẫn con, xin Chúa Cha hướng dẫn con. Thành ra cái chữ đó, ba, một, ba, là tại vì mình bị cái vấn đề của toán học arithmetic á. Chưa gọi là toán học, nó là cái gì số học á. Nhưng mà đây đang muốn nói là đó, bản thể Thiên Chúa là như vậy, ba ngôi. Có không? Bây giờ là nói với các con một cái điều này. Nhớ điều này nha. Đi theo Chúa Giêsu là sống với một loạt các mầu nhiệm. Các mầu nhiệm mystery, một cái mầu nhiệm. Mà mầu nhiệm là gì? Làm thế nào để sống? Là sống cái mầu nhiệm.
hiểu các mầu nhiệm, vậy thì là đòi hỏi cái nào? Phải đi vào cầu nguyện. Chúng ta, Thầy vẫn nói tụi con là phải cầu nguyện. Con muốn con liền tin, con hãy cầu nguyện. Chứ con không phải logic. Logic là zero, ngừng lại đi. Logic dùng để toán học. Logic dùng để thi. Logic là cái này, cái này, cái này, cái này. Mầu nhiệm thì phải cầu xin. Nhưng mà Thiên Chúa cũng dễ thương lắm kìa. Các mầu nhiệm mà Thiên Chúa cũng đưa nó trong cái mặc khải từ từ á. Con thấy không? Ngay bí tích thánh thể á, nó có, hồi nãy chúng ta nghe bài Melchizedek thượng tế đó, đang nói về Chúa Giêsu á, thật sự nó có từ cái thời của Abraham á, nó có cái hình ảnh của bánh nha. Qua thời Môsê làm hình ảnh mana nè. Rồi tới thời Chúa Giêsu là hình ảnh của Chúa Giêsu làm phép bánh ra nhiều, hóa ra nhiều nè. Và đi xa hơn nữa, Chúa Giêsu dắt Thiên Chúa dắt mình đi tới một cái mầu nhiệm xa hơn nữa là bánh hằng sống. Cái vượt qua cũng vậy. Cái mầu nhiệm vượt qua là đầu tiên chỉ làm việc vượt qua khỏi cái biển đỏ thôi. Hiện tượng rất là lịch sử thôi. Xong rồi sau đó Chúa Giêsu biến cái vượt qua đó trở thành mầu nhiệm vượt qua để đến cái gì cao hơn. Chúa Giêsu đưa mình tới một cái mầu nhiệm lớn. Con thấy Thiên Chúa có cái sự phản đi chứ không phải là không. Cái đùng cái bắt mình ngồi hiểu được cái bánh hàng sống. Nếu mà đùng cái bắt đó bánh hàng sống ăn đi. Không, các tông đồ sau khi Chúa sống lại bắt đầu nhớ lại và mới ông hiểu. Vì chúng ta cũng vậy, chúng ta đi theo cái sư phạm của Chúa đi, nhớ lại thì chúng ta sẽ hiểu. Bây giờ chúng ta sẽ sống. Nếu có đoạn sống đời sống của người Kitô hữu lúc nào cũng có sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi sự các bạn làm, các bạn nghĩ á, thì các bạn sẽ thấy đó là một niềm hạnh phúc lớn lắm kìa. Mình không có sống như là cây cỏ không, tôi biết tôi đang làm gì. Có nhiều khi tôi chưa biết Chúa sẽ dắt tôi làm gì. Có nhiều người mà con nói, con cầu nguyện để xin Chúa muốn con làm chỗ này làm này kia không. Khi con đã cầu nguyện rồi, con cứ làm đi. Con có làm sai, Chúa bẻ cho con coi. Chứ không phải là Chúa nói, ê, không có đi đường này, đi đường này. Không, con cầu nguyện để cái đầu con nó phó dâng cho Chúa. Rồi con cứ đi làm. Chú không nói gì, con đợi hoài, không thấy nói gì. Chúa nói, ừ, không có nói chứ đó đâu. Con cứ làm đi, mà con biết là Chúa đang hiện diện với con. Con có làm sai, Chúa cũng bẻ nó thành đúng. Tin vào Thiên Chúa quyền năng là như vậy đó. Thì biết, vậy thì chúng ta, đây câu giải thích là chúng ta biết Thiên Chúa Ba Ngôi để chúng ta hiểu chúng ta đang sống với ai. Đấng đó là thần khí, Chúa Cha, đó tình yêu và Chúa Giêsu. Cái ý nghĩa của cái sự sống đời đời gì? Tại vì đối với con hiện tại như vậy, con cảm thấy là con không cần bất tử. Con không cần. Dạ, con cảm thấy con chưa cảm thấy được ý nghĩa hoặc là cái sự hạnh phúc của cái việc được sống đời đời. Thì con muốn hiểu là ý nghĩa của cái sống đời đời. Đức tin đem lại ra gì cho con? Đức làm cho con hờ sống đời đời. Câu hỏi đó là câu hỏi phải hiểu đó thì con mới nói ok, đúng không? Sống đời đời nhưng mà sống đời đời với ai? Con sống đời đời, con sống với cái tình yêu ngay từ đời này với Thiên Chúa và con muốn sống cái tình yêu đó. Nó đi vào vĩnh cửu. Con biết là con người luôn luôn hướng về sự vĩnh cửu, sự vĩnh hằng á. Con người tin và chúng ta cũng tin là sự sống này không ngừng ở đây thôi. Ngay cái bài đầu tiên Thầy có đặt vấn đề sống là gửi, chết là về. Tức là sự sống đời đời chính là về đâu? Về Thiên Chúa là đời đời, Thiên Chúa là vĩnh cửu. Sống sự sống đời đời chính là sống sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa. Thì đó mới là sống đời đời. Chứ còn sống đời đời để mà cuối cùng cực như thế này thì thôi biến đi. Con đồng ý chưa? Rất là sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa. Thành ra ngay từ đời này khi con nhận bí tích rửa tội, con trở thành con Thiên Chúa đó, là sự sống vĩnh cửu
đã bắt mầm vào đời sống con. Con đồng ý không? Tức là bắt đầu con mang rồi đó. Một đứa bé nó mới có mấy tháng, bố mẹ nó đưa tới nhà thờ rửa tội nó, thì nó đã mang trong mầm nó là, ngoài cái mình nói là trở thành con cái Thiên Chúa, nó mang trong đó sự sống đời đời. Bởi vì con cái Thiên Chúa mà Thiên Chúa thì đời đời, thì con cái Thiên Chúa nó cũng vậy. Chứ không phải là một cái nghi thức để con gia nhập giáo hội, thầy rất ghét. Giáo hội không phải là một cái nhóm. Giáo hội không phải là một cái băng nào đó, hay là một cái quốc gia nào đó để mà mình gia nhập y như thiên thể xanh, thể vàng, thể đỏ rồi mới vô lấy quốc tịch đó. Không phải. Giáo hội không phải cái điều đó. Giáo hội chỉ là cái hệ quả của con trở thành con Chúa. Có một câu này hỏi đặt ra nào. Một đứa bé bằng tuổi con, hơn con độ 3 tuổi thôi. Nó hỏi, khi rửa tội, được, tại vì lúc mình dạy nó thì mình nói là, tư tế, mình thuộc về dân, một đoàn dân, tư tế, vương đế và tiên tri. Tư tế, đó là thờ phượng Thiên Chúa, đúng rồi. Ba cái đó, thì tiên tri tức là đi rao giảng về Chúa, mà con rao giảng khỉ gì. Con không biết cái gì đâu, con giao giảng. À, đi con giao giảng nói bậy á. Thế thì bây giờ giao giảng về lời Chúa, giao giảng về Chúa, giới thiệu Chúa cho thế gian này qua con tham dự vào phục vụ. Phục vụ là liturgy á, không phải phục vụ nha. Phục vụ của giáo hội. Con đi lễ mỗi ngày Chủ nhật đó là con đang tuyên xưng và giao giảng với người khác, tôi là Kitô hữu. Tại vì ai cũng biết ngày Chủ nhật là cái ngày của người Công giáo, họ đi lễ, hôm đó con đóng cửa con nhà con ngủ, cái nhà hàng xóm không biết con này nó có đạo hay không có đạo. Nhưng mà ngày hôm đó thì con đã sắm đồ thật đẹp chuẩn bị đi lễ. Đi lễ thì sao? Tự nó người ta bảo à, nó là người có đạo. Đó là một hình thức của giao giảng, làm chứng tá cho Thiên Chúa. Chưa nói tới con bắt đầu con tham dự vô. Thí dụ con thích ca đoàn, con vô ca đoàn. Thắc mắc gì nữa không? Con nhớ nha, tất cả những cái gì vướng á, con phải giải tỏa liền nha. Nha. Ngay cả việc mà có những người hỏi, sao tôi thấy cái việc Chúa Giêsu sống lại nó lăng tăng mà sao khó tin lắm mà. Ờ đúng rồi, tôi cũng không khó tin nữa mà. Nếu tôi không tin là Thiên Chúa có khả năng đó, Thiên Chúa quyền năng. Nếu nhưng mà xét chung về cuộc đời Chúa Giêsu, nếu mà đọc hết thì thấy ông này đáng được sống lại, ông quá tốt đi, ông quá tử tế đi, thì Chúa Thiên Chúa Cha tôn vinh Ngài cho Ngài sống lại để chúng ta theo như vậy. Chúa đưa một cái mặc khải từ từ, không sốc với mình, không sốc. Chúa Giêsu sống lại để chúng ta bắt đầu đi vào sự sống lại. Chúa Giêsu sống lại để chúng ta bắt đầu đi vào cái đời sống đời đời. Nếu Chúa Giêsu không sống lại, không có sự sống đời đời. Nhưng mà Chúa Cha đã cho Chúa Giêsu sống lại trong cái thân xác này thì mới có đời sống đời đời. Các con phải nhớ một cái điều này. Trong Kinh Tiên Kính có câu, xác loài người ngày sau sống lại. Con có tưởng tượng cái thân xác này nè, và ngày sau hết sẽ trỗi dậy không? Như Chúa Giêsu không? Tại vì sao? Đơn giản. Con người mình gồm có xác và hồn, chứ không phải Chúa Giêsu đến để cứu độ con người. Tức là con đó, không phải là chỉ cứu độ cái linh hồn con không thôi, mà cứu độ chính cái thân xác con luôn. Tại sao? Cái thân xác mình quý lắm. Khi con làm một điều tốt đó, cái gì làm? Cái hồn con làm hay là cái xác? Khi con cho một người nghèo ăn một cái bánh mì, là cái xác con cầm cái bánh mì đưa cho nó, hay là cái hồn con nói ừ cho nó bánh mì? Chính cái thân xác này nè, nó có thể nó là tội lỗi đó, nó hay làm bậy làm bạ lắm đó, nhưng nó cũng làm những điều tốt đẹp lòng Chúa lắm á. Thành ra con người mình không thể nào nói Chúa không có cứu cái linh hồn mình, mà Chúa
con người mình. Con người mình gồm có cái gì? Thì Chúa, ngay cả cái tình yêu của con, Chúa giải quyết. Tình yêu vợ chồng, chính Chúa đến để cho cái tình yêu đó được giải thoát luôn, cứu độ luôn cái tình yêu đó. Thế thì tình yêu vợ chồng rất là dễ vỡ. Chúa đến để cứu độ luôn cái đó, bởi vì nó nằm trong con. Trong con có cái tình yêu với con bé này, đúng không? Thì Chúa cứu độ luôn. Mà cái tình yêu đó cũng không phải là tình yêu đẹp hoàn toàn đâu, nó cũng có những khuyết điểm của nó. Chúa đến, tại vì cái tội nó đến, nó phá hết, nó làm hư hết. Hư, Chúa không có sợ. Chúa cứu độ cả cái đó. Cái gia đình cũng vậy. Thành ra mình không có tách ra. Không phải Chúa chỉ cứu cái linh hồn nha, Chúa cứu con. Mà con là gì? Con là con này tên vậy đó, con của bố mẹ vậy đó, có thân xác vậy đó, dễ thương vậy đó, cũng ốm vậy đó. Cả cái thân xác này nó đã bị cái tội lỗi làm cho nó chết, thì Chúa sẽ làm ngược lại. Chúa làm cái gì cũng muốn cứu độ, Chúa làm ngược lại cái gì tội lỗi nó làm, dễ ợt à. Chúa cho nó cái thân xác này phục sinh. Tội lỗi làm thân xác bị hủy diệt, ơn cứu độ cái thân xác đó, đưa nó vào vĩnh cửu. Tội lỗi nó dìm mình vào thế gian, cái quả đất này, thì Thiên Chúa đến cứu độ để đưa nó ra. Gì nữa không? À, hồi nãy cái câu hồi nãy về Chúa Ba Ngôi, con đồng ý chưa? Con tin đi trước, đúng không? Con là con khôn. Tin thì con sẽ hiểu tiếp. Đức tin đi trước sự hiểu biết. Cái đó cái ghê. Nhưng mà đức tin phải mù mờ, thầy nói có khỉ gì cũng tin. Không phải. Nó có cái logic của nó. Tin vào Chúa Giê-xu thì sẽ tin vào Chúa Ba Ngôi. Tin vào Chúa Giê-xu, lấy Chúa Giê-xu làm chuẩn, thì con sẽ tin vào Đức Mẹ có bốn cái đặc ân đó. Nếu lấy Chúa Giê-xu làm chuẩn, đừng cho ai, bất cứ ai tách Đức Mẹ ra khỏi Chúa Giê-xu. Mà họ tách Chúa Giê-xu ra khỏi Đức Mẹ, đừng cho cái chuyện đó xảy ra. Phải bám vô một thôi, là Chúa Giê-xu là Thiên Chúa, là ngôi hai Thiên Chúa làm người. Bám vô cái nhân vật đó. Tất cả phải quy chiếu về đó. Mà nếu bây giờ thì mình có thấy đâu, qua giáo hội của Chúa là thân thể mầu nhiệm của Chúa Giê-xu. Giáo hội á, là đừng có nhìn với những cái khuyết điểm. Mình nhìn khuyết điểm nhiều lắm. Ông thầy này ngồi đây, ông cha này, ông nào cũng có tội hết á. Ông nào cũng có những cái khuyết điểm hết á. Nhưng nhìn theo cái nghĩa là mỗi người có một cái nhiệm vụ của mình làm trong cái giáo hội là mầu nhiệm thân thể Chúa Kitô á, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta phải nghe. Có những điều á, thời bây giờ trên Google á, người ta chống bất cứ một cái gì, người ta đổ lỗi hết về giáo hội. Người ta nói giáo hội không cho phép ly dị. Ai nói? Giáo hội đâu phải không cho phép, giáo hội không có cái quyền gì đó. Giáo hội chỉ thực hiện Chúa Giê-xu nói á. Chúa không cho phép chứ không phải là giáo hội. Chúa Giê-xu nói gì? Từ muôn thuở đã là như này. Tức là Chúa Giê-xu muốn đưa lại cái hôn nhân trở về là nó là một cái tạo dựng của Thiên Chúa. Gia đình là một tạo dựng của Thiên Chúa, chứ không phải là việc của hai người lấy nhau, hai người ăn ở với nhau có con, mà là một hôn nhân. Mà Chúa Giê-xu rõ nhất là khi Chúa Giê-xu biến nó thành bí tích. Vậy cái đó tụi con sẽ hiểu bí tích là gì sau. Thành ra hay đổ hết về cho giáo hội, chứ giáo hội đâu có, hay là giáo hội không cho phép phá thai. Không phải giáo hội theo Chúa Giê-xu. Thế rồi, theo Chúa Giê-xu là phải tôn trọng sự sống, chứ không, theo Thiên Chúa đó, chứ không phải giáo hội không cho phép. Con hiểu không? Có những cái họ đổ hết về cái đó thì tụi con phải quy trở lại. Thứ nhất là Chúa Giê-xu. Thứ hai là giáo hội hiểu theo nghĩa nào. Đúng không? Chứ không phải cái gì cũng đổi về giáo hội hết, thì không cho phép đó. Và cái luật này đưa ra sẽ chống lại giáo hội. Chống lại Thiên Chúa chứ không phải chống lại giáo hội. Giáo hội chỉ nói lên là cái đó không được. Thế thôi, bởi vì không đúng ý Chúa thôi, chứ không phải là không đúng ý tôi.
Đức Giáo Hoàng không có nói là cái đó không đúng ý Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng chỉ nói cái đó không đúng cái chân lý cứu độ của Chúa, cái chân lý về sự sống, mình cái đổ thừa hết cho giáo hội. Thật ra cuối cùng họ đưa cái giáo hội trở thành đã tối, bởi vì đánh vào giáo hội rất khôn. Nếu mà đánh á, ma quỷ muốn đánh, đánh thẳng vào giáo hội á. Tại vì giáo hội rất là yếu, yếu trong thế gian sống như vậy. Và có, và chính cái đó mới là quyền năng á. Thầy lại thấy ngược là những cái linh mục có những cái xấu, có cái này cái kia, chính là sức mạnh của giáo hội á. Mà nó không tan nó mới hay chứ. 2000 năm nay nó vẫn vậy. Và có những giai đoạn giáo hội thật sự là bê bết, nhưng mà vẫn tồn tại. Cái đó là ơn sủng. Cái đó mới thấy ơn Chúa gìn giữ nó lớn cỡ nào. Cũng như mình nhìn về mình, mình thấy mình xấu cực kỳ, mà Chúa vẫn giữ mình tới như thế này, thì mình thấy cái này là muốn thôi. Sapo ạ, gỡ nón liền đó. Mà Chúa vẫn gìn giữ mình như thế này. Thành ra thật sự trong những cái khuyết điểm của mình và giáo hội cũng vậy, mình sẽ thấy được ơn Chúa, mình mới thấy được quyền năng của thần khí. Thành ra các bạn đừng có sợ cái gì hết nha. Nhưng mà con bớt logic đi nha, con để đó, con chưa hiểu, để đó, con đừng có ngồi suy nghĩ rồi con cứ lăng tăng ngoài, để đó. Các tông đồ không hiểu một cái gì Chúa Giêsu giảng đâu, nhưng mà mấy ông để đó, rồi từ từ Chúa sẽ mặc khải tiếp. Cái lúc mà Chúa nói ai ăn mình ta và uống máu ta thì được sống đời đời, người ta bỏ đi chờ mấy môn đệ bỏ đi, mấy ông tông đồ học, ông không hiểu đâu, chưa hiểu đâu, đến lúc Chúa phục sinh ông nhìn lại mới hiểu. Nhưng mà ông bảo không sao, không hiểu, nhưng mà thầy dễ thương lắm, cứ đi theo. Mà thầy là một người rất là hiền lành, rất là dễ thương, ngộ ông thầy rất là dễ thương mình vậy đó. Thì đi theo. Đến lúc Chúa ban bí tích thánh thể trong bữa tiệc ly, bắt đầu hiểu. Nó, cái bữa tiệc ly, cái bánh và rượu trở thành mình máu Chúa. Chỉ khi Chúa đi qua cái thánh giá thôi, Chúa đánh, nộp mình về mình, chảy ra. Chút máu đã chảy ra để bánh và rượu trở thành mình máu Thánh Chúa. Thì lúc đó các tông đồ mới hiểu. Thành ra con cũng vậy, con đang học nửa chừng, con đừng có thắc mắc. Con đã biết con đang đi đúng con đường, mà con cảm thấy lúc nào con cảm thấy con bình an nhất đó. Con cầu nguyện mà con cảm thấy với Đức Mẹ hay gì đó, con cảm thấy con được yêu mến đó, sống trong cái đó. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.